Ta niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc. Sanh về thế giới cực lạc có nghĩa là thành Phật. Tuy là phàm phu, nhất phẩm tập khí phiền não cũng chưa đoạn, nhưng sanh về thế giới cực lạc liền được 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Nghĩa là nói, những gì Ngài nói trong 48 nguyện ta đều đạt được. Quý vị nói không tuyệt vời ư? Nguyện này đầy đủ 47 nguyện khác, đạt được tất cả. Tuy nói mỗi nguyện đều bao hàm 47 nguyện khác, nhưng nguyện này chân thực nhất. Không có gì để nói, là thiện pháp viên mãn trong thế xuất thế gian. Quý vị xem niệm Phật hay biết bao. Nếu thật sự rõ ràng minh bạch, dù gặp bất kỳ khó khăn gì, buông bỏ mọi ý niệm chỉ niệm Phật, vấn đề liền được giải quyết, hoàn toàn tin tưởng, không chút hoài nghi. Bị bệnh nan y, niệm Phật có thể trị lành. Mấy ngày trước có một vị đồng tu ở Đại Đồng Sơn Tây đến đây thăm tôi. Ông nói ông mắc bệnh ban đỏ. Ông xem đĩa CD của Lưu Tố Dân rất cảm động, học theo bà. Quả nhiên niệm Phật 3 tháng sau đi kiểm tra lại thì không còn nữa. Ông ta đến nói với tôi là sự thật, là tự thân ông trải nghiệm, đến thẹo cũng không có. Khi bệnh phát tán ban đỏ nổi lên khắp toàn thân, lạy Phật cũng không lạy được. Niệm Phật đệ nhất đức, niệm Phật đệ nhất thiện. Khi phiền não khởi hiện hành, lập tức niệm Phật hiệu, phiền não không còn. Thiện niệm hay ác niệm đều là phiền não. Chỉ có chánh niệm, chánh niệm không có ý niệm, không có bất kỳ ý niệm nào, đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm tương ưng với tự tánh.